Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Thì trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì anh Duy muốn chia sẻ một chút. Thì như lịch thông báo thì mình nghỉ 17, 18, 19. Thì hôm nay đang nhất là ngày làm việc lại. Thì rất là mệt. Sau tiệc tùng thì rất là mệt. Rượu, chè, rất là mệt. Thì Khánh Duy cũng hôm nay cũng khởi động nhẹ nhàng. Thì bắt đầu ngày mai thì Khánh Duy cũng sẽ hoạt động lại kênh để khắc phục và sửa chữa lại những thời gian qua không ra được chuyện, để thông báo cho mọi người được biết. Hôm nay chúng ta sẽ nhẹ nhàng một tập trước, và kênh chuyện xuyên không ấy thì bắt đầu từ ngày mai mình sẽ đăng bên chuyện Làng Ngọng luôn, để thông báo cho mọi người được biết là như thế. Và nhân tiện mình cũng cảm ơn một số bạn đã gửi lời chúc mừng đến mình, và một số bạn đã donate cho mình qua các hình thức đã được ghi dưới mô tả, và đặc biệt là nhóm bạn Đạt đã ủng hộ cho mình. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 62 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 62 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ La tướng quân nhanh chóng tiến lên hướng tới Chu Sâm bên trong linh điền. Trong ngọc tháp của hắn, một quả bảo ấn bay ra, càng lúc lại càng lớn, giống như một tòa núi nhỏ lớn lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn. Bảo ấn ong ong một tiếng chấn động chấn vang, vô số phù văn thật nhỏ bay ra rậm rạp, hình thành hơn 10 đạo quầng sáng được tạo thành từ những phù văn thuần túy mà bao lấy hắn. Bảo ấn này toát ra khí thế cực kỳ hùng mạnh, không chút kém với chiến kích của Yến công thượng và kim trụ của Mộ Dung Sơn. Chỉ thấy hắn rốt cuộc bước nhập vào bên trong linh điền, một chân bước xuống lập tức có năm đạo ánh sáng lục sắc bắn ra, trong nháy mắt nó bộc phát ra hào quang vô cùng vô tận, toàn bộ không gian 100 mét xung quanh linh điền biến thành một quầng cầu thật sáng thật lớn đầy màu sắc, tràn ngập dày đặc tử khí. Quang cầu hiện lên nhanh chóng biến mất cũng nhanh, ngay sau đó hồn nhiên biến mất vô ảnh vô tung, mà đám người La tướng quân thì lại biến mất không thấy đâu nữa, chỉ lưu lại một cái bảo ấn bị phá nát như cái sàng. Mười mấy chính đạo cao thủ bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang làm cho bốc hơi sạch sẽ. Lúc bấy giờ Diệp Phúc nhìn xem mà da đầu cũng run lên, những vũ sĩ chính đạo này thực lực cực kỳ hùng mạnh, nếu những người này liên thủ đối phó với hắn thì chỉ sợ hắn phải chạy trối chết, tuyệt không có phần thắng. Nhưng những người này liên kết lại cũng không thể chống đỡ được ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận một giây nào cả, tất cả liền bị đại trận xóa nhòa, chỉ còn lại một khối La Thiên Bảo Ấn rách nát đến không còn gì. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang quá là độc ác rồi, hắn lẩm bẩm tự nói. Phương Nghiên Nhu trịnh trọng gật đầu lên tiếng. Nhị tỷ tu luyện chính là ngũ hành diệt tuyệt thần quang này, nàng gặp may mắn đem thần quang luyện thành vu bảo, cho nên mới dám xâm nhập vào trong cổ luân thánh địa. Tiểu Thanh chính là vu bảo hộ thân mà chị tặng cho ta. Diệp Phúc trong lòng vẫn cực kỳ tò mò, Phượng Yên Nhu sử dụng Tiểu Thanh tới tận cùng là cái gì, Tiểu Thanh là cái gì đây? Hiện giờ hắn mới biết được, thì ra là một đạo diệt tuyệt thần quang. Khó trách khoảnh khắc đi qua người vu sĩ giống như chém qua đồ ăn vậy, một chiêu diệt một đám. Người xem, đây chính là Tiểu Thanh. Bên trong tay áo của Phượng Yên Nhu chậm rãi bay ra một cây vũ mao màu xanh. Cây vũ mao màu xanh này vừa dài lại mềm mại, đại khái nó dài 5 thước, bên trên có ấn kim thúy tiễn, ấn 5 màu, như thể là đôi mắt của nữ nhân xinh đẹp vậy. Vũ mao này giống như đuôi linh của khổng tước,
cho dù là so với khổng tước bình thường thì lại mỹ lệ hơn rất nhiều. Còn có một đạo hào quang màu xanh chuyển động giữa vũ mao, làm cho người ta cảm thấy sắc bén vô cùng. Đây là một kiện vũ bảo đáng sợ, nhìn qua cực nhẹ nhưng sức nặng của vũ mao này so với đại đỉnh mà Diệp Húc luyện chế còn nặng hơn, uy năng kinh người. Phượng cô nương, nhị tỷ ngươi thật sự là người tài, thật không ngờ có thể luyện chế ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Không biết vũ mao này có thể phá vỡ được ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận hay không đây? Diệp Húc ánh mắt chớp động, ngẩng đầu nhìn cây chu sâm kia, chỉ thấy ba quả trên cây chu sâm càng ngày càng mê người, dường như nó đang lôi kéo hắn, chỉ kém đưa ra những lời nói mà thôi. Phượng Yên Nhu lắc đầu nói: "Nhị tỷ luyện chế ra ngũ hành diệt tuyệt thần quang không thể so sánh với cấm chế hộ thủ chu sâm này được, cho dù nàng tự mình tiến tới cũng không nắm chắc có thể phá vỡ được cấm chế này." Diệp Húc thở dài đi tới trước Khố Linh Điền, lấy La Thiên Bảo Ấn của vị La tướng quân kia. Những người này bị ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận diệt sạch, hết thảy vũ bảo đều biến mất, chỉ còn lại bảo ấn này. Tuy rằng nó bị thần quang bắn cho vỡ nát, nhưng cũng không bị phá hủy hoàn toàn. Việc này có thể thấy là tài liệu luyện chế bảo ấn này không phải là bình thường. Chu sâm quá có dược lực vạn năm, nếu như tới đây dù sao cũng phải thử một lần mới được. Diệp Húc rời khỏi năm trượng, tế khởi Viêm Dương Hồ Lô, chỉ thấy nó biến thành lớn như ngọn núi nhỏ, rít gào hướng tới chu sâm phóng tới. Viêm Dương Hồ Lô này là bảo vật hắn đặt được bên trong vô hồn giới Mã Đạp Hồ, cứng rắn vô cùng, thậm chí có thể hấp thu bảy hỏa giao phụt lên Viêm Dương Lôi Hỏa. Ngay cả âm dương nhị khí cũng có thể chứa đựng được nó. Nó đã trải qua một thời gian bên cạnh Diệp Húc, trình độ cứng rắn của nó có thể dẹp ngang thân thể với Diệp Húc. Diệp Húc tính toán rất đơn giản, chính là lấy Viêm Dương Hồ Lô thí nghiệm lực công kích của ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Hắn xem mình có thể đi xuyên qua được cấm chế mà thu đi chu sâm quả hay không. Chỉ thấy hồ lô nhảy vào phạm vi cấm chế, lập tức kích phát cấm chế. Ngũ hành diệt tuyệt thần quang tái hiện, bao phủ lấy Viêm Dương Hồ Lô. Sau một lúc lâu, cấm chế liền tán đi, chỉ thấy Viêm Dương Hồ Lô khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nó rách đến tung tóe, rơi trên mặt đất, bốn phía rậm rạp những lỗ thủng, trước sau sáng loá. Ra một tiếng, hồ lô này đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tiêu tán đi. Nếu ta kích phát đại trận, chỉ sợ có kết cục giống như Viêm Dương Hồ Lô này. Diệp Húc cảm thấy mao cốt trùng thiên, Viêm Dương Hồ Lô tuy rằng quý báu, nhưng hiện giờ hắn cũng không có cơ hội sử dụng hồ lô này nhiều lắm, bởi vậy bị hủy đi cũng không tiếc thương cho lắm, hắn thầm nghĩ. Đáng tiếc không có được cơ hội lấy chu sâm quả, nếu không tu vi của ta có thể hăng hái vọt tới tam thần cảnh, nếu gặp được Ngụy Hiên cũng đủ sức sống chết với hắn ta rồi. Trong lòng của hắn có chút không nỡ buông bỏ, rời đi cùng với Phượng Yên Nhu. Người có thể phá vỡ ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận chỉ sợ phải là tam thần cảnh thì mới làm được. Loại cường giả này cho dù ở Hoàng Tuyền Ma Tông cũng không nhiều lắm. Nếu như hắn khư khư cố chấp cũng chỉ có thể táng thân bên trong ngũ hành diệt tuyệt thần quang đại trận mà thôi, tuyệt không có kết cục khác. Trừ phi hắn có được vu bảo phòng ngự quanh thân thể, hơn nữa vu bảo phải có thể chống cự được diệt tuyệt thần quang xâm nhập mới có thể thuận lợi xóa bỏ cấm chế mà tiến vào linh điền. Tuy nhiên bảo vật trên người Diệp Húc tuy nhiều, nhưng phòng ngự vũ bảo thì chỉ có 9 khẩu đan đỉnh và đại chu thiên tinh đấu trận đồ, tất cả đều không đủ ngăn cản thần quang. Mà thần quang vô khổng bất nhập, kim kiều, thiên cơ tán, âm dương nhị khí, ba kiện bảo vật này cũng không thể chống cự. Về phần lão tổ tông Thiều Cung Triều cho hắn khối kim bài kia là vũ bảo tông chủ đời trước luyện chế, khối kim bài này có tác dụng gì Diệp Húc còn chưa mò ra được. Một đường đi tới, bọn họ gặp được hơn 10 gốc linh dược hơn vạn năm. Có cây cao lớn như đại thụ che trời, có cái cũng nhỏ một chút, thậm chí có linh dược tu luyện thành yêu, hóa thành đồng tử, dựng lên phòng ốc bên trong cấm chế. Những linh dược này nhìn cấm chế như không có gì, tự nhiên qua lại, khi gặp người ngoài liền kêu lên một tiếng, chui vào bên trong cấm chế, khiến cho các vũ sĩ khác chỉ có thể dương mắt mà đứng nhìn. Cổ Cô Lân Thánh Địa bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn năm rồi, nơi này của cải thật là quá phong phú, nếu như có người có thể ở trong này lập giáo, chỉ sợ là một đại phái giáo như Tam Cung mạnh mẽ một đời. Diệp Húc không khỏi cảm thán mà cười nói. Phượng Yên Nhu ừ một tiếng rồi lên tiếng: "Nhị tỷ của ta cũng nói như vậy." Ở phía trước đột nhiên truyền tới tiếng giao thủ kịch liệt. Diệp Húc và Phượng Yên Nhu liếc nhìn nhau, hai người yên lặng bước đi về phía trước. Không qua bao lâu, chỉ thấy bên trong thung lũng phía trước có 9 cái đồng trụ dựng thẳng đứng, chiều rộng của nó đạt tới 600-700 mét. Trên đồng trụ tất cả đều trói một đầu hỏa giao long, quay chung quanh một đóa hoa liên thật lớn. Đóa sen này là được tạo thành từ tam muội chân hỏa,
Bên trong hoa liên, một vu sĩ chính đạo đang đứng. Hắn một thân áo trắng, tướng mạo trang nghiêm, hai tay thiên biến vạn hóa. Chỉ thấy từng đạo liên hoa bảo ấn từ đầu ngón tay của hắn nhảy ra, bay nhanh tới chín đầu hỏa giao long, ngăn cản xu thế công kích của chín đầu hỏa giao long này. Kiểu Long Trụ, người nào có được khả năng mạnh tới như vậy? Thật không ngờ đem chín đầu hỏa giao luyện chế thành vu bảo. Diệp Phúc ánh mắt hơi ngưng trọng, trong lòng không khỏi khiếp sợ vạn phần. Trong vu hồn giới Mã Đập Hồ, hắn gặp qua chủ nhân của vu hồn giới lưu lại 7 đầu hỏa giao long trói trên đồng trụ, để cho bọn chúng vĩnh viễn phun ra viêm dương lôi hỏa luyện chế đan dược cho mình. Lúc ấy Diệp Phúc thực lực thấp kém, thậm chí không thể tiếp cận được 7 đầu hỏa giao long kia. Đúng là khâm phục rất sâu với thực lực của chủ nhân vu hồn giới. Mà lúc này hắn nhìn thấy có người không ngờ lại bắt lấy 9 đầu hỏa giao long luyện chế thành vu bảo, tất nhiên hắn không kìm nổi mà kinh hãi thất sắc. Phải biết rằng mỗi một đầu hỏa giao long đều là một đầu yêu tinh nguyên đan kỳ, thực lực vô cùng hùng mạnh, có thể so với giao đạo nhân. Thật không ngờ lại bị người luyện chế thành vu bảo, có thể thấy được thực lực của người này là mạnh mẽ thái quá. Tuy nhiên lúc Diệp Phúc nhìn thấy chủ nhân của Cửu Long Trụ thì không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy thiếu niên này đứng bên trên một đầu hỏa giao long. Thiếu niên này niên kỷ không lớn, so với hắn chỉ nhiều hơn mấy tháng. Trên đỉnh đầu của thiếu niên này lơ lửng một tòa lưu kim huyền hoàng bảo tháp 8 tầng, còn có một khẩu đan đỉnh không ngừng xoay tròn, cười lạnh mà nói: "Ngọc Thiện chân nhân, Cửu Long Trụ của ta chính là sư phụ ban tặng cho ta. Đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả tam thai cánh cũng có thể luyện hóa được. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta hay sao?" "Ồ, hóa ra là vô sĩ đan đỉnh kỳ, chỉ dựa vào một kiện vu bảo mà thôi. Ta lại còn tưởng rằng Cửu Long Trụ là do hắn ta luyện chế ra ấy chứ." Diệp Phúc nhẹ nhàng liền thở ra, hướng người vô sĩ trung niên kia nhìn lại. Người này mặc áo bào trắng, đỉnh đầu có bảo tháp viên thiên thanh quang bảo tháp 7 tầng. Hắn là vô sĩ chính đạo, theo ấn pháp hắn xuất ra thì hắn là cao thủ của đại phạm âm lôi tự. "Vạn kiếp bất không, liên hoa bảo ấn." Ngọc Thiện chân nhân không thèm nói gì, miệng hét lớn, một đóa hoa sen bay lên không tiếp nhận công kích của hỏa giao long. Chín đầu hỏa giao long nhất tề giơ vuốt xé vỡ đóa hoa liên, từng ngón tay đỏ thẫm thật lớn đang chụp tới hắn. Ngọc Thiện chân nhân trong lòng khẽ động, chỉ thấy liên hoa bảo tọa dưới chân đột nhiên khép lại, ngàn vạn phiến lá cây liên hoa tầng tầng bao vây lấy hắn. Long chảo hạ xuống phát ra tiếng leng keng bạo vang, nhưng không có xé mở ra được liên hoa. Liên hoa tản ra, Ngọc Thiện chân nhân sắc mặt vàng như giấy, sắc mặt không tốt cho lắm. Hiển nhiên chín đầu giao long này tấn công một kích khiến cho hắn bị thương nhẹ. Diệp Phúc từng gặp qua đệ tử của Phạm Âm Lôi Tự La Tế Xuyên, liên hoa bảo tọa của hắn chính là từ vu pháp thuần túy do chân nguyên tạo thành, lực phòng ngự của nó rất mạnh, kiểu đỉnh vu hoàng quyết cũng không dễ dàng mà phá vỡ được. Mà liên hoa bảo tọa của Ngọc Thiện chân nhân cũng là một kiện vu bảo rất tốt, lực phòng ngự lại càng thêm dũng mãnh. "Tề Bá Thiên, đại phạm âm lôi tự của ta không oán không kiều với vu đạo tông các ngươi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?" Đỉnh đầu của hắn một viên nguyên đan hiện ra trong suốt như châu, trong ánh sáng hào quang chiếu vào chạy khắp toàn thân. Ngọc Thiện chân nhân thương thế lập tức liền khỏi hẳn, sắc mặt khôi phục lại như bình thường. Tu vi của hắn hơn thiếu niên Tề Bá Thiên kia không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, đại pháp đại phạm âm lôi tự vốn cực kỳ khó luyện. Cảnh giới ngang nhau, đệ tử của đại phạm âm lôi tự so với các đệ tử các phái khác vượt qua mấy lần, thậm chí là gấp 10. Tuy nhiên, thiếu niên Tề Bá Thiên này có Cửu Long Trụ nơi tay, tuy rằng tu vi không lại, nhưng uy lực của Cửu Long Trụ lại quá mạnh, gắt gao không chế hắn, không thể thoát thân được. Thật không ngờ, một thân tu vi long trở lở đất là hoàn toàn không có tác dụng. Đây là tác dụng của vu bảo. Tề Bá Thiên tu vi tuy rằng không cao, cũng không thể thúc dục được vu bảo mãnh liệt như Cửu Long Trụ, nhưng chín đầu hỏa giao long trên chín đồng trụ đều là còn sống. Nó có được tu vi khủng bố, cho nên hắn mặc dù không thể phát huy ra được uy lực của Cửu Long Trụ, chín đầu giao long cũng cuốn lấy hắn, ý đồ luyện chết đối phương. "Thiếu niên này kêu là Tề Bá Thiên hay sao? Tên rất là vênh váo, khí phách so với tiên nhân còn lợi hại hơn vài phần." Tề Bá Thiên cười lạnh nói: "Ngọc Thiện chân nhân, xin chào tiên sinh cổ hủ. Trong cổ luân thánh địa này còn có ai giảng đạo lý như ngươi không? Nhưng nói lại, ngươi nói đạo lý cái gì cơ chứ? Ta vừa mới phá đi cấm chế của La Thiên Hưng Thảo, ngươi lại nghênh ngang đi tới, nói cái gì mà La Thiên Hưng Thảo này là có duyên với ngươi? Xứng đáng để ta luyện chết ngươi mà." Diệp Phúc lúc này mới chú ý thấy trên vách núi cách đó không xa, không ngờ có một gốc cây màu tím sinh trưởng. Đóa hoa này ước chừng 3-4 mét, nhị hoa giống như kiếm sắc vậy.
Kể là thiên hương thảo này đã nở hoa, xem bộ dạng tuổi đời còn lâu hơn cả tam giáng hoàn hồn thảo. Dược lực cũng có nhiều hơn tam giáng hoàn hồn thảo mấy lần. Khó trách Ngọc Thiện chân nhân động tâm, mặt dày mà chiếm đoạt bảo vật này. Tiểu tử thối, ngươi đây là muốn tìm đường chết. Hôm nay ra ra sẽ giết tiểu ma đầu nhà ngươi. Ngọc Thiện chân nhân thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ lên, hai tay ấn pháp đột nhiên biến đổi, cao giọng mà quát lớn. Hằng ma hồng. Mỗi một chữ phun ra, thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Năm chữ vừa phun ra, thực lực của hắn lập tức tăng lên 5 lần. Hắn lập tức kháng lại được công kích của Hỏa Giao Long, thậm chí có xu thế công phá được Cửu Long Trụ. Sao? Còn dám phản kháng sao? Thiếu gia ta luyện chết ngươi không còn tốn nhiều tiền như vậy. Tề Bá Thiên như trước đứng trên đỉnh đầu của Hỏa Giao Long cười lạnh mà nói. Hai người giằng co một lúc lâu, đột nhiên vào lúc này bọn họ nhìn thoáng qua thấy một thiếu niên mặc tinh bào đang chạy tới đóa hoa La Thiên Hương Thảo. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng liền dừng tay lại. Tề Bá Thiên thu hồi Cửu Long Trụ, hỏi Diệp Húc nói: Ngươi là ai? Ngọc Thiện chân nhân đứng phía trên Liên Hoa Bảo Tọa trang nghiêm vô cùng, nhưng trong ánh mắt của hắn hiển nhiên lửa giận ngập trời mà nói: Phải, không sai, ngươi là ai? À, ta làm chuyện tốt cũng không có lưu danh đâu. Diệp Húc khó khăn hai tiếng, cười tủm tỉm mà nói: Cây tiểu La Thiên Hương này có duyên với ta, cho nên ta lấy tất. Hắn tiến thẳng tới tháo La Thiên Hương Thảo xuống, rồi nhét vào trong ngọc lâu của mình. À, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta đi trước đây. Diệp Húc phất tay cười nói. Tề Bá Thiên cùng Ngọc Thiện chân nhân suýt chút nữa đã tức đến bùng nổ, nhất là Bá Thiên. Ngay không lâu trước, hắn vừa mới phá vỡ được cấm chế của Tử La Thiên Hương Thảo, Ngọc Thiện chân nhân liền nhảy ra, nói cây Tử Thiên Hương Thảo này có duyên với hắn. Không nghĩ tới hiện giờ lại nhảy ra thêm một thiếu niên dường như sàn sàn tuổi với hắn, lại thuyết pháp giống như Ngọc Thiện chân nhân, còn lợi dụng lúc hai người giao thủ mà đoạt đi La Thiên Hương Thảo. Sao? Đoạt đồ của ta sao? Ngọc Thiện chân nhân vẻ mặt trang nghiêm, thế nhưng trong lòng giận dữ vô cùng. Học ai không học, lại dám học cả ta sao? Người muốn chết ư? Tề Bá Thiên hừ lại một tiếng, tâm niệm hơi động, chỉ thấy Cửu Long Trụ hóa thành một căn hồng tán ô hồng dài mấy trượng, bị hắn nắm ở trong tay, lấy tán làm vũ khí tấn công tới Diệp Húc. Xoẹt. Chỉ thấy bên trong cái ô lớn này, một Hỏa Giao Long đột nhiên lao ra, dương nanh múa vuốt, há mồm hướng tới con thuyền con mà táp tới. Cái miệng của nó lớn dọa người, Diệp Húc ở trước mặt của nó quả thực là quá nhỏ, gần như chỉ bằng cái răng nanh của nó. Sao, muốn ăn ta sao? Diệp Húc trở mình, tay chụp tới, một chưởng chụp lên trán của Giao Long, lập tức Long Lân vỡ vụn ra không biết bao nhiêu phiến. Hỏa Giao Long kia hô hào không ngừng, lập tức bị Diệp Húc bắt lấy Long Tu, dùng sức nhấc lên ném nó bay đi xa. Dầm dầm dầm. 9 cái đồng trụ hạ xuống bao vây Diệp Húc ở bên trong. 9 đầu Hỏa Giao Long nhất tề nâng đầu lên lạnh lùng nhìn hắn. Tề Bá Thiên đứng ở bên trên đồng trụ giận dữ cười nói: Luyện chết hắn cho ta. 9 đầu Giao Long nhất tề phun ra viêm dương lôi hỏa vây khốn Diệp Húc, tất cả đều sử dụng móng vuốt của mình chộp tới hắn. Từng bộ móng vuốt như che khuất trời xanh, biến khoảng không phía trên đầu Diệp Húc như màng nhện vậy. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, đối mặt với viêm dương lôi hỏa xem như không có gì, tế khởi cửu đỉnh chống đỡ 9 đầu Hỏa Giao Long công kích. Long chảo chụp lên trên đỉnh cửu đỉnh, chỉ thấy ánh lửa văng khắp nơi, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Diệp Húc ôm lấy kim kiều, xoẹt một tiếng lại lện xuống, hung hăng có lên trên đầu của một Giao Long. Hỏa Giao Long kia bị hắn đánh trúng một kích, cua cua đầu đần độn không phân rõ nam bắc. Một kiện vu bảo mà thôi, muốn với khốn ta hay sao? Hắn ôm kim kiều điên cuồng mà đập xuống, đánh cho 9 đầu Giao Long một trận, lập tức nhảy người lên bay ra ngoài Cửu Long Trụ. Còn muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Hằng ma hồng. Thanh âm của Ngọc Thiện chân nhân truyền tới, một đóa hoa sen màu đỏ như lửa dâng lên trước mắt của hắn. Nó lớn đến không thể tưởng tượng, đưa vào trong tầm mắt của hắn, khiến cho trong mắt hắn hoàn toàn là hoa sen, không nhìn ra bất luận sự vật gì khác. Liên Hoa Thánh Pháp của Đại Phạm Âm Lôi Tự sao? So ra còn kém Cửu Đỉnh Vạn Pháp yêu quyết của ta. Diệp Húc đưa ra bàn tay lớn bằng chân nguyên này chính là từ vô số yêu thú thượng cổ tạo thành. Nó đối kháng với Liên Hoa Thánh Pháp của Ngọc Thiện chân nhân, hai lực lượng lớn bùng nổ, chỉ thấy hoa sen bị phá nát tầng tầng, nhưng thân hình của hắn lại kịch liệt run rẩy, bị bước lui một bước, lại rơi vào bên trong Cửu Long Trụ. Ngọc Thiện chân nhân bị một trường này của hắn đánh bay ngược ra, liên tục lùi 10 bước mới ổn định lại được thân hình, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tiểu tử này so với Tề Bá Thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Thật không ngờ chỉ dùng vào lực lượng của thân thể liền có thể đánh lui được 5 lần chiến lực của ta. Không có khả năng, không có khả năng. Tu vi của hắn mới chỉ là đan đỉnh kỳ, mà ta tu luyện tới nguyên đan, làm sao lại không thể bằng hắn được. Chín đầu giao long kia đã thức tỉnh, lại công kích tới Diệp Phúc. Trong đấy, một đầu giao long thân hình cuộn cuộn, cuộn tròn lại, cuốn lấy hắn, há mồm tắp xuống đầu Diệp Phúc. Thiên cơ tán. Một cái ô trắng hiện ra trên đỉnh đầu của Diệp Phúc, đột nhiên hóa thành một cây dao sắc bén, hai đầu lưỡi. Hỏa giao long kia cắn xuống, lập tức bị đâm thủng hai mắt, đau tới mức nước mắt giàn giụa. Song trưởng của Diệp Phúc rung lên, đem đầu giao long này mà bạo mở ra. Chỉ nghe thấy long ngâm liên tiếp, hắn lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giao long giơ vuốt đem thiên cơ tán từ trong óc rút ra, tùy tay để sang một bên. Nó cùng với tám đầu giao long kia liên kết lại, nhất tề há mồm phun ra chín nguyên đan yên long, rít gào ném tới hắn. Đây là nguyên đan do giao long luyện ra, thủ đoạn mạnh nhất. Chín dòng cùng đánh đủ làm cho thân thể của hắn phải tách rời, rách nát. Kiều đỉnh phá vạn pháp. Diệp Phúc quát lớn, chín khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu càng lúc càng lớn, cắn nuốt hết thể chín chân nguyên nguyên đan đại yêu long thu vào trong đỉnh. Trên vách cửu đỉnh lập tức xuất hiện vô số móng vuốt của thượng cổ dị thú, tất cả đều bắt lấy yêu long nguyên đan, chấn áp nguyên đan xuống. Chín đầu giao long kia giống giận, long ngâm cao vút, tất cả đều vươn móng vuốt của mình vào trong đỉnh, dùng sức trả một cái liền phá vỡ vạn pháp yêu quyết, đem nguyên đan của mình bắt lấy. Chín đầu giao long cầm nguyên đan trong tay hung hăng mà đệm xuống. Địa dũng kim liên. Cùng lúc đấy, ở dưới chân của Diệp Phúc đột nhiên hiện lên vô số hoa sen màu vàng, vô số cánh hoa sen bay nhanh khép lại, gắt gao khép lấy nửa người dưới của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Ngọc Thiện chân nhân đứng ở bên ngoài cửu long trụ, lấy vô pháp vây khốn Diệp Phúc, hắn cười lạnh mà nói: "Tiểu tử thối, dám đoạt thức ăn trên mệnh gia gia, không giết ngươi khó tiêu được mối hận trong lòng của ta kìa." "Tề thiếu gia, chúng ta liên kết diệt trừ tiểu tử này, rồi sẽ thảo luận vấn đề Tử La Thiên Hương thuộc về ai sau." Được. Tề Bá Thiên vui mừng vội vàng đáp ứng. Hai người bọn họ lúc trước tranh cãi người chết ta sống, lúc này gặp phải Diệp Phúc dễ dàng thu đi Tử La Thiên Hương thảo. Trong mắt hai người đều đỏ, hơn nữa chỉ bằng một trong hai người bọn họ rất khó bắt được Diệp Phúc, vì thế vứt bỏ đi tị hiểm lúc trước, liên thủ mà đánh. Lần này thì nguy rồi, hai cái người này Ngọc Thiện chân nhân có thể bộc phát ra 5 lần thực lực, mà Tề Bá Thiên thì có cửu long trụ ở trong tay, đều rất khó mà ứng đối. Lần này hai người liên kết chỉ sợ ta không được dễ chịu cho lắm đâu. Kiều đình nhập khiếu, vạn pháp yếu khuyết, phá cho ta. Diệp Phúc sắc mặt ngưng trọng, chín khẩu đại đỉnh đều hạ xuống, dung nhập bên trong khiếu huyệt. Thân hình của hắn lập tức có vô số thượng cổ dị thú chui ra, phá tan địa dũng kim liên của Ngọc Thiện chân nhân. Thiên cơ tán rơi vào trong tay của Diệp Phúc, khanh khách xèo xèo một tiếng, hóa thành một mặt thuẫn lớn, ngăn trở nguyên đan của yêu long oanh kích. Hắn bị chấn động tới khí huyết bốc lên, hai tay cũng run lên. Ngọc Thiện chân nhân cười ha ha, thân hình tà tà bay lên, rơi vào bên trong cửu long trụ. Chỉ thấy bảo tướng của hắn trang nghiêm, phía sau hiện ra nghìn cánh tay, mỗi một tay cầm một đóa hoa sen, liên tục đánh tới Diệp Húc. Vạn kiếp bất không, thiên thủ Phật Đà. Phía sau của hắn hiện ra một pho tượng ảo ảnh Phật Đà, hai mắt nhắm nghiền, nghìn tay bay múa, mỗi một động tác cánh tay đều to bằng chân voi. Diệp Húc sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong cơ thể các huyệt khiếu rung lên, kiều đình nhất tề chấn động. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn từng trích tượng cổ dị thú chui ra từ khiếu huyệt, tất cả đều lao lên đón nhận thiên thủ thiên liên. Mà vào lúc này, chín đầu yêu long lại bắt lấy nguyên đan của mình mà lện xuống, tiếng long giống rung trời. Diệp Húc hai tay ôm lấy kim kiều cứng rắn ngạnh kháng lại. Chín viên yêu long nguyên đan nện vào kim kiều, đong đong rung động. Lập tức trong nguyên đan đại hỏa tràn ngập, bao phủ lấy chín tòa kim kiều, đốt cháy luyện hóa. Chín đầu giao long kia chậm chạp không thể luyện hóa được kim kiều, đều dùng chảo của mình nhất tề đặt lên trên thân của kim kiều, cố dùng lực lượng toàn thân đè xuống phía dưới. Diệp Phúc chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, dường như có người đem cả tòa quan tinh phong đè lên trên người của mình vậy. Cốt cách xương cốt của hắn bị ép tới rung động, khanh khách xèo xèo. Ngọc Thiện chân nhân thấy thế mừng rỡ, liên hoa bảo tọa dưới chân mình chìm vào dưới nền đất, đột nhiên xuất hiện ra dưới chân của Diệp Phúc, rồi cười to nói: "Tiểu tử,
dám cùng Ngọc Thiện ra ra đoạt thức ăn ư? Lần này ta liền luyện hóa ngươi. Bên trong Hồng Liên hiện ra tam muội chân hỏa, không ngừng nung khô thân thể của Diệp Húc. Nhiệt độ ngọn lửa cực cao, thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng cảm thấy thân thể có xu thế bị hòa tan. Tề Bá Thiên đứng ở phía trên một cây đồng trụ, cười ha ha, đắc ý giặt rào nói: "Tiểu tử, dám đặt bảo vật của ta sao? Thiếu gia ta luyện hóa ngươi thành bụi phấn." Xoẹt. Đột nhiên một khối thi thể không đầu hạ xuống, từ trong không trung rơi xuống, vừa rơi vào bên trong Cửu Long trụ liền bị chân hỏa đốt cháy. Tiếp theo là một cái đầu rơi xuống, rõ ràng là bộ dạng của Tề Bá Thiên. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, biết là Phượng Y Nhi ra tay giết chết Tề Bá Thiên, nhưng mà khiến cho hắn kinh hãi chính là chín đầu giao long kia vẫn như cũ gắt cao áp chế lấy hắn, cũng không vì Tề Bá Thiên tử vong mà đình chỉ công kích. Thanh âm của Phượng Yên Nhu từ trên không trung chuyển tới, mang theo vẻ lo lắng nói: "Sư huynh, chín đầu giao long này đều là vật còn sống, ta không thể ngăn cản chúng nó được." Nàng tế khởi tiểu thanh, chỉ thấy chín cái đồng trụ lưu chuyển quầng sáng, làm cho thanh quang bức mở ra, không thể dùng ngũ hành diệt tuyệt thần quang diệt trừ chín đầu giao long được. Diệp Húc đau khổ chống cự tam muội chân hỏa của Ngọc Thiện chân nhân cũng không có chú ý gì. Tề Bá Thiên không phải là chủ nhân của Cửu Long trụ, tuy rằng hắn chết trong tay Phượng Yên Nhu, nhưng chín đầu giao long cũng không có đình chỉ công kích. Diệp Húc chỉ cảm thấy kim kiều áp lực càng lúc càng lớn, hơn nữa phạm vi chịu đựng của thân thể hắn chống đỡ xuống khẳng định là sẽ bị đè thành thịt vụn. Hắn đột nhiên thu lại kim kiều, chín con rồng cùng giống giận đều bắt lấy yêu long nguyên đan nện xuống đỉnh đầu của hắn. Diệp Húc thở hổn hển vài ngụm khí thô, gian nan lấy một mặt kim bài trong ngọc lâu ra. Chỉ thấy kim bài này mặt chính diện có một chữ lâm, mặt trái có một chữ lệnh, đúng là kim bài mà Triều Cung Thiều đã đưa cho hắn. Chân nguyên của hắn điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong kim bài, chỉ thấy mặt kim bài này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, giống như một cái quạt hương bồ lớn vậy, gần như không thể nào mà cầm được. Lại là một kiện vu báo không thể vận dụng sao? Diệp Húc trong lòng uể oải, đang muốn thu hồi lại kim bài, đột nhiên chân nguyên của hắn chạm tới một không gian sâu bên trong kim bài. Chỉ thấy sâu bên trong kim bài là một mảnh biển rộng mịt mờ, một nam tử áo trắng đang chắp tay đứng trên mặt biển nhìn về phía Thương Thiên ở xa xa. Hắn chỉ kịp liếc mắt xem một cái, chín đầu giao long đều tự cầm lấy nguyên đan hung hăng mà đệ xuống. Hoàng Tuyền thánh lệnh, như thân ta tới. Trong mặt kim bài này đột nhiên chuyển tới thanh âm vang lớn nguy nghiêm, khí thế vô cùng, khủng bố vô cùng. Trong nháy mắt, Diệp Húc chỉ cảm thấy chân nguyên bản thân đông lại, mà chín đầu giao long kia thì bị đóng đinh tại chỗ, thậm chí ngay cả tam muội chân hỏa bên trong Liên Hoa Bảo Tọa của Ngọc Thiện chân nhân cũng bị áp chế dập tắt. Trong kim bài đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn trong suốt như ngọc, hướng tới chín đầu giao long mà chụp tới. Nó nhẹ nhàng nắm chín đầu giao long vào trong tay, giống như nắm chín con giun vậy, dùng sức xé một cái, xé rách chín đầu giao long trên đồng trụ này xuống. Diệp Húc nhìn xem mà kinh tâm động phách, đột nhiên trên bầu trời truyền tới tiếng gầm giận dữ: "Ai dám giết đệ tử ta, phá hư vu bảo của ta vậy?" Một bàn tay lớn từ trên bầu trời trào xuống, phá vỡ cấm chế thật mạnh ở trên không trung Côn Luân Thánh Địa, rơi vào bên trong Cửu Long trụ, hướng tới bàn tay to trong kim bài mà chụp tới. Diệp Húc trong lòng kinh hãi, đây là chủ nhân của Cửu Long trụ, cảm ứng thấy vu bảo của mình bị hủy nên tự mình. Một bàn tay lớn từ trên bầu trời trào xuống, phá vỡ cấm chế thật mạnh ở trên không trung Côn Luân Thánh Địa, rơi vào bên trong Cửu Long trụ, hướng tới bàn tay to trong kim bài mà chụp tới. Diệp Húc trong lòng kinh hãi, đây là chủ nhân của Cửu Long trụ, cảm ứng thấy vu bảo của mình bị hủy nên tự mình ra tay. Người này có thể phá vỡ cấm chế trên không trung của Cổ Luân Thánh Địa, thấp nhất là cường giả tam thần cảnh, thậm chí còn có khả năng còn cao hơn. Người này có thể phá vỡ cấm chế trên không trung của Cổ Côn Luân Thánh Địa, thấp nhất là cường giả tam thần cảnh, thậm chí lại còn có khả năng cao hơn nữa. Chủ nhân Cửu Long trụ hẳn là đã ở trong Cổ Côn Luân Thánh Địa rồi, bằng không cũng không thể cảm ứng được vu bảo của mình bị hủy như vậy. Khoảng cách của hắn không biết có xa đây lắm hay không, giận dữ ra tay, vu pháp vượt qua không biết bao nhiêu dặm, hóa thành bàn tay to hạ xuống. Bàn tay to trong kim bài vứt bỏ đi chín đầu giao long, chỉ thấy chín đầu giao long này bị nhéo một cái, nằm trên mặt đất thở dốc như rắn chết vậy. Tang một tiếng, bàn tay to này lật về phía trước, hung hăng đụng vào bàn tay to của chủ nhân Cửu Long trụ, nhưng không có phát ra tiếng nổ lớn mà là một tiếng vang nhỏ phát ra. Ngay sau đấy, thanh âm lách cách vỡ vụn truyền tới. Diệp Húc đang đau khổ chống đỡ giữa hai khí thế bá đạo tuyệt luân,
mà lực lượng của Ngọc Thiện chân nhân lại không bằng hắn. Bị hai cô khí thế này ép cho nằm thành hình chữ đại, giang hai tay hai chân ép thẳng trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không nâng lên được. Chín cái đồng trụ ầm ầm một tiếng văng tung tóe khắp bốn phương tám hướng trên mặt đất. Chín cái đồng trụ này ghép thành một chỗ chính là một thanh hồng tán, một chiếc cô hồng. Chín đầu hỏa giao long này lấy yêu nguyên hình thành mặt ô, có được lực phòng ngự không gì sánh được. Vừa rồi chính là yêu nguyên của hỏa giao long chặn ngũ hành diệt tuyệt thần quang của Phượng Yên Nhu. Tuy nhiên lúc này cửu long trụ có thể nói là đã bị hủy hoàn toàn bên trong trận giao phong giữa hai bàn tay to, ngay cả đồng trụ cũng bị chấn gãy, uy năng không còn. Diệp Phúc dãy giụa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay to bằng chân nguyên của chủ nhân cửu long trụ dĩ nhiên bị phá nát. Hơn nữa bị phá nát không chỉ có một bàn tay to bằng chân nguyên của hắn, mà bao gồm cả chân nguyên kéo dài trong không gian tới nơi này. Dường như có một cỗ lực lượng hào hãn không biết đang dọc theo lộ trình chân nguyên bàn tay to mà phản kích trở lại. Chỉ thấy không khí bị đè ép giống như một tầng ngọc lưu ly, càng tích càng dày, lấy một tốc độ khủng bố mà bay đi xa xa. Không khí chồng chất lại giống như đúc bàn tay to trong kim bài, thậm chí có thể nhìn thấy rõ được hoa văn ở trên bàn tay. Bàn tay này một đường buôn tập, trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm. Sau một lúc lâu, trung tâm cổ Côn Luân Thánh Địa chuyển ra thanh âm động đất kịch liệt. Một tòa núi lớn bị nghiền nát thành bằng phẳng, trên mặt đất chỉ lưu lại một bàn tay thật lớn. Lại qua không lâu, có thêm tiếng nổ mạnh kịch liệt truyền tới. Lúc này, bàn tay to kia đã rụt lại về trong kim bài, biến mất không thấy. Hóa ra, có cao nhân trấn thủ, khó trách dám giết đệ tử của ta, đoạt vu bảo của ta. Thanh âm của chủ nhân cửu long trụ truyền tới, hiển nhiên đã bị thương nặng, vừa ho khan lại vừa oán hận mà nói. Đại thù này, Diêm Sơn ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Hóa ra là Vu Đạo Tông, Diêm Sơn, khó trách lợi hại như vậy. Ngọc Thiện chân nhân bỏ lên, sắc mặt kịch biến, thất thanh mà nói. Diệp Húc hiếu kỳ hỏi, Diêm Sơn, rất lợi hại hay sao? Đó là đương nhiên rồi, Diêm Sơn chính là nhân vật siêu quần bật trụy ở thế hệ trước của Vu Đạo Tông, thực lực sâu không lường được. Ngọc Thiện chân nhân vừa nói vừa lui lại phía sau, trong chớp mắt đã phóng ra ngoài 10 dặm, vừa chạy như điên vừa cười to mà nói, tiểu tử, ta không phải đối thủ của ngươi, ngày khác sẽ đánh giá ngươi sau vậy, thu hồi lại liên hoa bảo tọa của ta. Xoẹt, trong tay áo của Phượng Yên Nhu một đạo thanh quang hiện lên, trong chớp mắt đã đuổi theo hắn. Ngọc Thiện chân nhân ánh mắt chớp động, vội vàng vận chuyển liên hoa thanh pháp, miệng đọc chân ngôn, một tòa liên hoa bảo tọa thật lớn vây quanh hắn, tầng tầng lớp lớp kín không kẽ hở. Thanh quang chợt lóe lên rồi qua, phá vỡ không biết bao nhiêu cánh hoa sen, giống như cắt đậu hũ vậy. Ngọc Thiện chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ra tốc lùi về phía sau, hốt hoảng chạy trốn, trên mặt đất lưu lại một vệt máu và một cánh tay. Phượng Yên Nhu thu hồi thanh quang, khởi bước muốn đuổi theo, thế nhưng thấy Diệp Húc không hề động đậy, nàng mới dừng lại, im lặng đứng bên người Diệp. Diệp Húc cầm kim bài trong tay, thưởng thức trong chốc lát, chân nguyên bọc lấy một lũ ý thức tiến vào bên trong không gian kim bài, ý đồ kích phát uy năng của kim bài. Kim bài này là do tông chủ Thánh Tông trước kia luyện chế. Tông chủ đó và Thủy Hoàng Đế đại chiến bị thua, lúc này mới giao kim bài cho hắn làm tín vật. Chẳng lẽ nam tử áo trắng bên trong kim bài là một lũ thần hồn của tông chủ trước kia hay sao? Chân nguyên của hắn xuyên qua trong không gian, rốt cuộc cũng giáng lâm xuống biển rộng bên trong kim bài. Chỉ thấy nam tử áo trắng vẫn chắp tay sau lưng như cũ, đứng trên mặt biển. Nam tử áo trắng này dường như cảm ứng được có người tới, liền quay đầu. Diệp Phúc cẩn thận đánh giá người này, chỉ thấy người này tướng mạo uy nghiêm vô cùng, hổ khẩu nhật giác, mắt to như mắt ưng, khí độ ung dung hiên ngang, có tướng mạo của bậc đế vương. Hơn nữa vẻ mặt anh tuấn cũng không bởi vì vẻ uy nghiêm của hắn mà phá hư tướng mạo, trái ngược lại, hắn còn là một mỹ nam tử hiếm thấy. Hơn nữa khí thế bá đạo tuyệt luân, có một phong độ rất là mê người. Hắn giống như một vương giả cao cao tại thượng, nhìn Diệp Phúc thanh âm rất lớn, cười to mà nói, hạng tông chủ, đô thiên thập nhị thần sắt của Triệu Mỗ uy lực như thế nào đây? Sao, hạng tông chủ, Triệu Mỗ ư? Diệp Húc ngẩn ngơ khó hiểu ý này, chỉ thấy nam tử áo trắng chắp hai tay sau lưng mỉm cười nói, hạng tông chủ, Triệu Mỗ định ra với ngươi ba chiêu ước hẹn, hiện giờ Triệu Mỗ đã thắng, mong rằng tông chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sau này nếu như ta xưng hoàng, thánh tông chỉ bằng nghe lệnh của triệu chính ta điều khiển vậy. Diệp Húc trong lòng âm ầm một tiếng, giống như sét đánh giữa trời quang. Triệu chính ư? Hắn là Thủy Hoàng Đế sao? Trong kim bài này tại sao lại không phải là thần hồn của tông chủ trước kia,
mà là thần hồn của Thủy Hoàng Đế đấy. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ được năm đó tới cùng là đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ hồi đấy đã luyện chế ra kim bài này, không nghĩ tới trong kim bài lại phong ấn một lũ thần hồn của Thủy Hoàng Đế triệu chính. Hạng tông chủ, Đô Thiên thập nhị thần sắt của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Nam tử áo trắng cười to, lại dùng một loại giọng điệu hỏi Diệp Húc. Hạng tông chủ, Triệu Mỗ định ước hẹn ba chiêu với ngươi, hiện giờ Triệu Mỗ đã thắng, mong rằng... Hắn như thể muốn xác nhận lại vậy, một lần rồi lại một lần, nói lại như thế. Tuy rằng khí thế bá đạo tuyệt luân, nhưng mỗi một lần nói đi nói lại, tạo ra cái vẻ cực kỳ quỷ dị. Lũ thần hồn này của Triệu Chính dường như bị dừng hình ảnh lúc đó vậy, nó liên tục không ngừng hai câu kia. Hắn mặc dù nhìn về phía Diệp Húc, thế nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không có một tia cảm giác linh động nào. Diệp Húc có một loại cảm giác sợ hãi, mau cốt tùng thiên, lập tức biết vì sao Triệu Chính thần hồn bị phong ấn bên trong kim bài. Ngọc Xanh quận chúa từng nói qua, Thủy Hoàng Đế khiêu chiến tông chủ trước kia thắng hiểm một chiêu, tuy nhiên cũng bị lọt vào trong thương nặng, bệnh kín trong người, tráng niên sớm chưa qua. Nói như vậy bệnh kín này chính là một bộ phận thần hồn của hắn bị Thánh Tông tông chủ trước kia của ta cướp đoạt đi. Trong đại não của hắn có vô số ý niệm nhanh chóng chuyển động, hắn thầm nghĩ. Bộ phận thần hồn của Thủy Hoàng Đế bị cướp đoạt này thủy chung không thể chữa trị được, đạt tới trạng thái viên mãn không sứt mẻ được, cho nên mới làm cho hắn chết sớm, không thể tấn công tới uy cảnh của Vu Hoàng. Tông chủ của Thánh Tông đời trước của ta ý chí rộng lượng, đem lũ thần hồn này phong ấn bên trong kim bài rồi giao cho hắn. Nếu hắn phát giác ra mà nói tu bổ thần hồn, nó không chừng có thể vấn đỉnh Vu Hoàng mà thống nhất thế giới. Đáng tiếc hắn thủy chung không có phát hiện ra. Loại người bá chủ như Thủy Hoàng Đế đúng là chứng mắt với uy năng của kim bài. Sở dĩ coi trọng kim bài chỉ là nó mang ý nghĩa tượng trưng, cầm kim bài liền có thể hiệu lệnh cho Hoàng Tuyền Ma Tông. Kim bài với hắn mà nói chỉ là một kiện tín vật, không cần phải xem xét bên trong kim bài rốt cuộc có bí mật gì. Sau khi hắn chết, người thừa kế lại càng không thể tế luyện kim bài này, ngược lại phái trọng binh và cường giả hoàng thất canh gác phòng bị kim bài bị cao thủ Hoàng Tuyền Ma Tông đánh cắp. Bởi vậy thủy chung không có ai phát hiện ra bí mật bên trong kim bài. Đô Thiên thập nhị thần sắt cấm pháp, Đô Thiên thập nhị đồng nhân, hay là Đô Thiên thập nhị thần sắt cấm pháp mà Thủy Hoàng Đế tu luyện đây? Diệp Húc cảm thán một phen, trong lòng vừa động, lập tức cao giọng mà nói: Triệu Chính, Đô Thiên thập nhị thần sắt của ngươi tu luyện như thế nào? Nam tử áo trắng mỉm cười: Sau này nếu như ta xưng hoàng, Thánh Tông chi bằng nghe lệnh của Triệu Chính ta điều khiển. Hắn lại lặp lại lời nói lúc trước giống như máy móc vậy, tùy ý để cho Diệp Húc hỏi, Thủy Chung mắt điếc tai ngơ. Diệp Húc thay đổi mấy chục phương thức hỏi thăm, Thủy Chung chỉ nhận được hai câu nói kia, trong lòng nảy sinh ý nghĩ ác độc. Thủy Hoàng Đế dựa vào Đô Thiên thập nhị thần sát, thậm chí có thể đánh bại được tông chủ Thánh Tông ta. Uy lực của mỗi một môn cấm pháp này hơn phân nửa còn trên cả Thánh Tông kiểu cấm kìa. Nếu như hắn không chịu nói chi bằng ta luyện hóa hắn, không phải có thể được Đô Thiên thập nhị thần sát đầy đủ tâm pháp hay sao? Nam tử áo trắng dường như cảm giác được sát ý của hắn, ánh mắt đột nhiên linh hoạt, sắc bén đứng lên, giơ tay một chảo, chảo vỡ lũ ý niệm kia của hắn. Sau đó lại không còn nói gì nữa, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời. Diệp Húc trước mắt tối sầm lại, về tới bên ngoài hắn cũng không cam lòng, lại đưa một đạo ý niệm vào trong. Nam tử áo trắng kia nhìn thấy hắn, lại hồn nhiên quên đi sát khí của Diệp Húc vừa rồi đối với hắn mà cười ha hả. Hạng tông chủ, Đô Thiên thập nhị thần sắt của Triệu Mỗ uy lực như thế nào? Diệp Húc thở dài, không rời khỏi không gian kim bài mà liều mạng lấy chân nguyên điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong kim bài, tính toán đem uy lực của kim bài thúc giục. Chân nguyên của hắn dũng mãnh tiến vào trong kim bài lại như trâu xuống biển, không một chút động đậy nào, cũng không thể kích phát ra bàn tay to của Thủy Hoàng Đế được. Kim bài này làm thế nào mới phát huy được uy năng của nó đây? Diệp Húc thực hiện vài lần, thủy chung vẫn không thể tìm được ảo diệu của kim bài, đành phải bỏ qua. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phượng Yên Nhu thủy chung đứng bên cạnh hộ pháp cho hắn. Diệp Húc trong lòng cảm kích, mỉm cười với nàng. Chín đầu hỏa giao long lúc này đã khôi phục được một ít khí lực, dãy dụa đứng lên, lại bùng lên giết gào đánh tới hắn. Kiều đỉnh của ta là tham chiếu kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết và kiều đỉnh trung châu họa ra và luyện chế mà thành, trong đó có một kiều đỉnh vu hoàng quyết là có vạn loại vu pháp. Nếu như có thể luyện hóa được chín đầu hỏa giao long này dung nhập vào bên trong đỉnh, uy lực có thể tăng lên nhiều. Diệp Húc nâng tay ngăn cản Phượng Yên Nhu tế khởi chín khẩu đại đỉnh, chín đỉnh chụp xuống thu hết thảy cả chín đầu hỏa giao long vào trong đỉnh.
Giao Long giống giận, chỉ thấy kiều đỉnh của hắn lập tức nhảy lên kịch liệt. Chín đầu hỏa Giao Long ở bên trong cuồn cuộn mà gầm lên, liều mạng va chạm với vách tường. Chín đầu hỏa Giao Long này tuy rằng bị bàn tay to trong kim bài nít cho trọng thương, nhưng như trước vẫn dũng mãnh vô cùng. Thực lực của dị thú thượng cổ là không thể khinh thường được. Diệp Húc hừ lại một tiếng, thân hình hơi hơi chấn động. Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ bay lên, chín khẩu đại đỉnh rơi vào bên trong trận đồ. Thái Dương Chân Hỏa điên cuồng dũng mãnh chút vào trong đỉnh. Hành động này của hắn cũng tính toán dùng Thái Dương Chân Hỏa luyện sống chiến đầu hỏa Giao Long, làm cho khí huyết thậm chí khí lực của bọn chúng hết thảy dung nhập vào bên trong đại đỉnh, nâng cao uy lực của đại đỉnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 62 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.